phần thử thách nhất cho các bạn thí sinh năm nay ở vòng sơ loại ấy, đó chính là cái phần nhận dạng biển giao thông. Tại sao lại thế? Bởi vì đây là một phần mới của năm nay, phần gần như không có các cái mã nguồn mở từ năm trước, mà các bạn sẽ phải có các cái thuật toán mới để xác định các cái biển báo giao thông. Và hôm nay là một hôm giao lưu với cả các bạn thí sinh thì các bạn hỏi rất nhiều về cái phần này, bởi vì nó sẽ là cái phần phần thi của các bạn ngay ở cái vòng sơ loại, và các bạn sẽ cho lần thách thức với nhau để có thể chọn ra những đội có thuật toán tốt nhất để vào vòng trong. Và đấy là những cái thứ mà các bạn đang phải rất tập trung ở giai đoạn này. Chúc các bạn năm nay có thể đưa ra được những cái thuật toán mới, và quan trọng hết là các bạn có thể kế thừa được những cái thứ mà các đội năm ngoái đã open source để tiếp tục tham gia cuộc thi vào vòng tiếp theo, vòng bán kết, vòng chung kết, và cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng mạng nguồn mở về xe không người lái tại Việt Nam.